triển thành từng đợt, dai dẳng và kéo dài suốt cuộc đời người bệnh. Nó là bệnh mãn tính, thế nhưng mà nó không gây nguy hiểm, nó không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Mà nếu như bệnh nhân mà biết cách chăm sóc tốt đấy, mà sống chung được bệnh đấy, tuân thủ điều trị thì không, nó không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Mà thường thường bệnh nhân phải đến chết thường thường liên quan đến các cái biến chứng, do các cái biến chứng lạm dụng thuốc, lạm dụng corticoid, nó biến chứng vào gan, vào thận. Chứ còn bản chất bệnh vẩy nến thì nó lại rất là lành tính, nó lại không nguy hiểm đến tính mạng. Người ta gọi là bệnh vẩy nến là bệnh 3-0. Thứ nhất là không chết, không ai chết vì vẩy nến. Thứ hai là không lây. Trong bệnh vẩy nến rất là sợ như thế thôi, trông nó rất là sợ, thế nhưng mà nó lại không lây. Và thứ ba là không khỏi. Khi mà đã bị vẩy nến rồi thì không bệnh nhân không bao giờ khỏi được. Xác định là phải sống chung với bệnh. Hiện tại bây giờ thì căn nguyên của bệnh thì người ta vẫn chưa tìm thấy căn nguyên gây bệnh. Đấy, cũng chưa biết rõ là căn nguyên gây bệnh là do nguyên nhân gì. Đấy, chính vì thế cái việc điều trị nó còn rất là khó khăn. Chủ yếu là điều trị triệu chứng là chính. Và bệnh nó khá phổ biến, gặp ở mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc. Đấy, và bất cứ quốc gia nào đều có thể gặp bệnh nhân vẩy nến. Và nó gặp chủ yếu ở các cái nước mà có khí hậu lạnh như ở châu Âu và châu Mỹ. Đây là những cái nước mà dễ gặp bệnh vẩy nến. Về tăng sinh bệnh học của bệnh vẩy nến thì người ta nghiên cứu thì thấy rằng là vẩy nến có liên quan đến di truyền. Đấy, có 7 gen liên quan đến bệnh vẩy nến, phân ra làm 4 típ. Đấy, típ 1 thì ở cánh ngắn của nhiễm sắc thể số 6. Típ 2 thì ở cánh dài, nhiễm sắc thể số 17. Típ 3 thì ở nhiễm sắc thể số 4. Típ 4 thì ở nhiễm sắc thể số 1. Cánh ngắn nhiễm sắc thể số 2 và cánh dài nhiễm sắc thể số 8 và số 16. Đấy, như vậy là bệnh vẩy nến là bệnh có di truyền, đúng không? Và thứ hai là người ta cũng thấy rằng nó có liên quan đến cơ chế miễn dịch. Đấy, có sự thay đổi miễn dịch trong bệnh vẩy nến. Các tế bào miễn dịch được hoạt hóa, tiết ra các cytokine tiền viêm và có tác dụng thúc đẩy tăng sinh. Nó làm rối loạn quá trình biệt hóa tế bào sừng. Mình học thì mình biết rằng là một chu kỳ sinh sản của tế bào sừng thì bao giờ nó cũng kéo dài từ gì nhỉ? 28 ngày, trong khoảng 28 ngày. Thế nhưng ở trong bệnh vẩy nến thì sao? Nó làm rối loạn quá trình tăng sinh các tế bào sừng. Chính vì thế mà cái chu kỳ sinh sản của tế bào sừng nó rút ngắn đi, chỉ còn từ 4 cho đến 5 ngày thôi. Đấy, nó lý giải là tại sao trong bệnh vẩy nến cái vẩy da nó rất là nhiều, nó xếp chồng lên nhau rất là nhiều, bởi vì là nó làm rối loạn quá trình tăng sinh lớp tế bào sừng. Ngoài ra thì các cái yếu tố thuận lợi, đây là các cái yếu tố mà gì nhỉ, làm khởi phát và làm tăng nặng bệnh. Tuổi này hay gặp ở các lứa tuổi từ 20 cho đến 40 tuổi. Giới nam và nữ thì tỷ lệ ngang nhau. Đấy, có liên quan đến các bệnh nhiễm khuẩn, các bệnh lý mãn tính, đặc biệt là những cái người bệnh mà phải dùng corticoid kéo dài làm suy giảm miễn dịch, rồi các cái chấn thương thượng bì, stress, chấn thương tâm lý có thể làm khởi phát bệnh và làm bệnh nặng thêm. Các cái rối loạn nội tiết hay gặp, ví dụ như là rối loạn chuyển hóa chẳng hạn, đấy, nghiện rượu, thay đổi khí hậu môi trường. Về triệu chứng lâm sàng của bệnh vẩy nến, nhất là tổn thương da. Tổn thương da là các cái rát màu đỏ tươi, có vảy da dày bằng phẳng với mặt da lành, và rát đỏ có thể hình tròn, bầu dục hoặc là hình vòng cung. Đặc điểm của rát đỏ trong bệnh vẩy nến là giới hạn rõ với vùng da lành. Đấy, ấn kính thì không mất màu, kích thước to nhỏ. Ấn kính mất màu, cô xin lỗi, ấn kính mất màu. Nó là những rát gì nhỉ? Rát xung huyết, rát đỏ trong bệnh vẩy nến, nó là rát xung huyết. Mình học bài tổn thương cơ bản thì biết rồi. Ngâm rát đỏ người ta chia ra làm hai loại là rát xung huyết và rát xuất huyết. Thì rát đỏ trong bệnh vẩy nến là các cái rát xung huyết. Chính vì thế mà khi mà người ta ấn kính thì nó gì nhỉ? Mất màu.
thường thường những cái rát xuất huyết thì nó thường liên quan đến bệnh lý nội khoa nhiều hơn. Đấy, cái còn trong bệnh lý trong các cái chuyên khoa da liễu thì chủ yếu các cái rát đỏ nó là rát xuất huyết, kể cả trong dị ứng thuốc cũng thế. Đấy, cái rát đỏ trong dị ứng thuốc nó cũng đều là rát xuất huyết hết. Kích thước của rát đỏ thì to nhỏ khác nhau từ 0,5 cho đến 10 cm. Vảy da đặc điểm là khô, dày, mủn, dễ bong và có màu trắng đục giống như xà cừ đấy, hoặc giống như là sáp nến. Chính vì thế mà người ta gọi là bệnh vảy nến. Mình hình dung là cái màu của cái sáp nến nó như thế nào thì màu vảy da trong bệnh vảy nến nó giống như thế. Vị trí khởi đầu thì là hay gặp ở những cái vùng da dầu, dễ nhầm với lại á sừng vảy nến. Vùng da dầu ở đây ví dụ như là ở trên đầu, vảy nến rất là hay khởi đầu ở trên đầu, ở vùng da đầu. Hầu hết những bệnh nhân khởi phát bao giờ cũng ở da đầu. Đấy, cũng có thể ở trán, có thể hai cung lông mày. Đấy, thế rồi có thể sau tai, cổ, gáy, đây là những cái vị trí da dầu khởi phát. Ngoài ra thì còn nó có thể gặp ở những cái vùng tì đè, ví dụ như là khuỷu tay, đầu gối, các mấu chuyển lớn, xương cùng. Sau đó nó sẽ lan ra các cái vùng khác và toàn thân. Có một cái phương pháp để người ta kiểm tra xem là cái tổn thương này có phải là tổn thương của vảy nến hay không. Đó là phương pháp cạo broch. Cái phương pháp cạo broch này thì người ta chỉ làm khi mà với cái thương tổn mới thôi. Đấy. Thế còn với những cái thương tổn cũ rồi mà bệnh nhân đã bôi thuốc rồi thì nó không gì nhỉ, không chính xác nữa, không hiệu quả nữa. Bởi vì khi bệnh nhân đã bôi thuốc rồi thì các cái vảy da nó đã bị bong ra hết rồi. Thế lúc này mình làm cái liệu pháp broch nó không có hiệu quả. Đấy, khi mà mình chỉ làm liệu pháp broch với tổn thương mới, như là người ta nói là chọn tổn thương da điển hình đấy, là tổn thương phải rát đỏ trên có phủ vảy da dày thì mình mới làm được. Thế còn nếu mà nó chỉ có mỗi cái rát đỏ không thôi mà nó không có phủ vảy da thì mình làm cũng không chính xác. Dụng cụ đó là những cái thìa đấy, thìa nạo cùn hoặc là những cái dao mổ cùn đấy. Thì cách làm người ta sẽ cạo nhẹ, rất là nhẹ nhàng, thong thả. Người ta dùng nhẹ nhàng, thong thả, cạo nhiều lần ở trên cái bề mặt của tổn thương. Thì cái dấu hiệu đầu tiên mình sẽ thấy đó là dấu hiệu cái vảy da nó bong ra. Cái vảy da, đặc điểm của vảy da trong vảy nến là nó rất là mủn. Nó không bao giờ nó bong thành từng cái mảng lớn mà nó lấm tấm giống như là cám đấy. Người ta mô tả giống như là cám đấy, giống như là vảy phấn đấy. Đấy. Và cái này nếu mà mình tinh ý một chút, các em đi lâm sàng, các em tinh ý một chút, các em nhìn đấy, thì mình đôi khi là những bệnh nhân ấy, mình không cần phải khám, mình chỉ cần nhìn quần áo đấy, thậm chí là nhìn chăn màn giường chiếu của bệnh nhân. Nếu mà mình thấy gì nhỉ, quần áo mà chăn màn giường chiếu mà có những cái vảy da nhỏ nhỏ ấy, thì mình đoán ngay đây đúng là bệnh nhân vảy nến rồi. Bởi vì cái đặc điểm vảy da trong vảy nến là chỉ một cái va chạm rất là nhẹ thôi. Đấy là vảy da nó bong ngay, mà nó bong nó mủn nó bay khắp nơi. Quần áo ở chăn màn đâu cũng thấy vảy da. Thế mình đôi khi mình chỉ cần tinh ý mình nhìn thôi là mình có thể phát hiện rằng đây là bệnh nhân vảy nến, không cần phải khám tổn thương. Đấy. Thế sau đó thì mình sẽ nạo tiếp, mình cạo tiếp. Những cái lần tiếp theo thì mình sẽ thấy một cái hiện tượng nữa, đó là một cái màng mỏng màu trắng nó bong ra. Đấy gọi là màng bong. Và dưới màng bong là cái bề mặt đỏ nhẵn bóng. Và cạo thêm một vài lần nữa thì xuất hiện những cái đốm chảy máu nhỏ li ti, gọi là những cái giọt xương máu. Và nếu mà có hai dấu hiệu là dấu hiệu màng bong và giọt xương máu thì là nghiệm pháp broch dương tính. Nhớ nhá, phải có hai dấu hiệu là màng bong và giọt xương máu thì mới khẳng định là nghiệm pháp broch dương tính. Ngoài dấu hiệu, ngoài cái nghiệm pháp broch ra thì người ta còn có những cái dấu hiệu như là dấu hiệu Kochner. Đây là dấu hiệu mà do các cái vết gãi, vết trà sát. Sau khi mà gì nhỉ, bệnh nhân gãi, bệnh nhân trà sát thì cái tổn thương vảy nến nó sẽ gì nhỉ, sẽ lan rộng ra. Đấy, đây là cái điều kiện thuận lợi để cho vảy nến, tổn thương vảy nến nó lan tràn ra. Đấy, có thể có móng tay, móng chân sùi lên này, mổn ra này, biến dạng, các khớp có thể bị hoặc là không. Đấy gọi là dấu hiệu Kochner. Triệu chứng cơ năng thì gần như là bệnh nhân vảy nến không có triệu chứng cơ năng. Không có triệu chứng cơ năng.
Đấy. Nếu mà có thì chỉ có ngứa này, có ngứa ít thôi, gần như là bệnh nhân vẩy nến không có triệu chứng cơ năng. Đây là một cái tổn thương vẩy nến. Em mình nhìn thì mình có thể thấy rằng là tổn thương của nó là rát đỏ này, ranh giới rất là rõ với vùng da lành, đúng không? Trên có phủ vảy trắng là nhiều. Anh đây cũng thế, đây cũng là một cái tổn thương vẩy nến. Đấy, rát đỏ, ranh giới rõ với vùng da lành. Hình đến cái mảng lớn, trên có phủ vảy trắng dày, mủn, dễ bong. Thế ngoài tổn thương da thì vảy nến nó còn có tổn thương móng và tổn thương khớp. Móng thì nó gặp 30-40%. Mặt móng thì thường có những chấm lõm hoặc là những cái vân ngang. Và móng thì ngả màu vàng, tách móng ở bờ tự do, quá sừng dưới móng, móng dày, dễ mủn và có thể mất toàn bộ móng, để lại giường móng, bong, vải sừng. Đây là cái biểu hiện tổn thương. Và cái đặc điểm tổn thương móng trong bệnh vẩy nến là bao giờ nó cũng tổn thương được cả 10 ngón luôn, chứ không bao giờ là nó tổn thương một móng hay là hai móng cả. Đấy, nhớ thế, đấy là cái dấu hiệu để mình có thể phân biệt với những cái bệnh khác ở móng, ví dụ như là loạn dưỡng móng hoặc là nấm móng chẳng hạn. Đấy, nhất là nấm móng thì bao giờ nó chỉ bị một móng, cái sau đó nó mới lan rộng ra những cái móng khác. Đấy là đặc điểm của nấm móng. Hoặc là loạn dưỡng móng thì nếu nó có bị thì nó chỉ bị 2-3 móng. Thế nhưng mà riêng vẩy nến nó đã bị là nó bị cả 10 móng. Đấy là cái đặc điểm để mình phân biệt với lại các cái tổn thương móng khác. Thì nhìn trên hình ảnh thì mình thấy là móng gì nhỉ? Ngả màu vàng, đúng không? Để mất độ bóng của móng. Đấy, nó dày lên và nó mủn hết và nó gãy hết móng. Thậm chí có những trường hợp nó mất hết cả móng tay, nó chỉ để lại cái giường móng thôi. Và một cái đặc điểm mà các em cũng phải nhớ đó là mặt móng có những chấm lõm này. Đấy, có lần rỗ móng đấy. Đấy là những cái biểu hiện ban đầu của vẩy nến. Đôi khi cái này nó thoáng qua, bệnh nhân không để ý. Cái ngoài tổn thương móng còn có tổn thương khớp. Tổn thương khớp trong vảy nến thì nó biểu hiện y xì của một cái viêm khớp mãn tính. Sưng nóng, đỏ, đau, làm cho bệnh nhân không đi lại được. Đấy. Và khi mà gì nhỉ? Khi mà nó bị nặng ra rồi thì nó có thể có biến dạng khớp, thậm chí có thể cứng khớp, làm bệnh nhân không đi lại được. Đấy. Và trên phim X-quang thì người ta sẽ thấy cái hình ảnh là mất vôi đầu xương này, hủy hoại sụn xương. Và nặng nữa là sẽ dính khớp. Khi mà dính khớp rồi thì sao nhỉ? Gần như là tàn phế, không đi lại được nữa. Thế mình thấy là trong ba cái tổn thương da này, móng này, khớp, thì tổn thương khớp là cái tổn thương gì nhỉ? Là nguy hiểm nhất, đúng không? Để lại những cái di chứng nặng nề nhất cho bệnh nhân. Chứ còn chính da, tổn thương da hay tổn thương móng thì nhìn trông nó chỉ gì nhỉ? Trông nó chỉ xấu tí thôi. Thế nhưng mà nó lại rất là lành tính, nó không ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống của bệnh nhân. Thế nhưng mà với cái tổn thương khớp thì nó hay để lại cái di chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất nhiều. Đấy, chính vì thế khi mà mình điều trị, khi mình điều trị cho bệnh nhân vẩy nến, mình phải tư vấn rất là tốt, điều trị tốt để không biến chứng vào khớp. Khi mà bệnh nhân bị vẩy nến thì bao giờ nó tổn thương da trước. Đấy, khi mà tổn thương da thì nó có thể là vào móng và cuối cùng nó sẽ vào khớp. Khi mà nó đã vào khớp rồi thì rất là khó điều trị, cực kỳ khó điều trị. Thường thường bao giờ nó ở những khớp nhỏ trước, khớp cổ tay này, khớp cổ chân này, khớp gối, còn đấy là những khớp nhỏ. Đấy. Thì mình cố gắng làm sao mình phải tư vấn cho bệnh nhân để người ta gì nhỉ? Thường điều trị tốt, tuân thủ điều trị để nó chỉ dừng ở gì, ở da và ở móng thôi, đừng vào khớp. Thường thường những cái thương tổn khớp này là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị, lạm dụng thuốc, lạm dụng corticoid rất là nhiều. Đấy, nó để lại cái biến chứng vào khớp. Các thể lâm sàng, người ta sẽ phân lại vảy nến theo các cái thể lâm sàng. Đấy, khi mà sau này mình đi thi lâm sàng, mình chẩn đoán vảy nến, mình cũng phần đoán theo các thể lâm sàng. Nhất là theo hình thái. Hình thái tức là theo kích thước của tổn thương đấy. Người ta có vảy nến thể giọt. Thể giọt là kích thước của nó nhỏ từ 0,5 cho đến 1 cm đường kính. Người ta gọi là vảy nến thể giọt đây. Đấy, ví dụ đây là vảy nến thể giọt này. Đấy, giống các em hình dung giống như là những cái giọt nước đấy. Kích thước từ 0,5 cho đến 1 cm. Sau vảy nến thể giọt thì kích thước nó to hơn. Là vảy nến thể gì nhỉ? Thể đồng xu. Đấy, tròn xoe như đồng xu này. Đấy, kích thước của nó từ 1 cho đến 3 cm.
Thế còn về thể mảng là rất là nặng rồi, để đến thể mảng đúng không? Kích thước của nó từ 5 cho đến 10 cm, thậm chí là gì nhỉ? Trên cả 10 cm nữa. Vậy liên kết với nhau thành những cái mảng lớn lan tràn toàn thân. Và phải đến thể toàn thân. Đấy, phải đến thể toàn thân là nó lan tràn khắp toàn thân rồi. Theo vị trí thì nó có vảy nến thể đảo ngược. Đấy, vừa mình học thì mình thấy là vị trí vảy nến nó hay gặp nhất là ở vùng da đầu này, đúng không? Ở các cái vùng tì đè như là khuỷu tay này, đầu gối là xương cùng cụt này. Thế nhưng mà ở cái thể đảo ngược này thì nó lại không ở cái vị trí đấy, mà nó lại ở các cái nếp gấp cơ. Ví dụ như ở nách này, ở bẹn này. Đấy, chính vì thế mà nó rất là dễ nhầm với là các cái viêm kẽ. Thứ hai là vảy nến thể da đầu. Đây là cái vảy nến điển hình. Đấy, rất là hay gặp vảy nến. Và nó thường khu trú ở da đầu và dễ nhầm với lại nấm tóc, viêm da dầu. Thế nhưng mà cái đặc điểm của vảy nến thể da đầu là tóc nó vẫn mọc xuyên qua tổn thương mà không rụng tóc. Thế còn nếu mà nấm tóc thì bao giờ nó cũng sẽ bị rụng tóc. Thế còn vảy nến thì không bao giờ nó bị rụng tóc. Đấy là cái đặc điểm có thể mình giúp mình phân biệt trên lâm sàng giữa nấm tóc và vảy nến. Vảy nến lòng bàn tay, bàn chân. Thật sự là cô cũng chưa bao giờ gặp bệnh nhân vảy nến lòng bàn tay, bàn chân bao giờ. Đấy, cô đi làm hơn 10 năm nay rồi. Kể cả lúc mà cô học ở trên Bệnh viện Gia Liễu Trung ương 2 năm thì cô cũng chưa bao giờ gặp bệnh nhân vảy nến lòng bàn tay, bàn chân. Đây là cái thể mà cực kỳ hiếm. Rất là ít gặp. Hay tổn vảy nến ở niêm mạc, thương tổn quy đầu, ở môi, ở mắt. Rồi vảy nến thể mủ nó rất là hay gặp. Em vừa cô giảng cái bài dị ứng thuốc đấy thì thấy rằng là vảy nến thể mủ nó rất là dễ nhầm với lại đỏ da, thể đỏ da mụn mủ đấy, bởi vì cái đặc điểm của nó thế, mụn nhỏ li ti bằng đầu đinh kim nằm ở dưới da đấy. Và đặc điểm của các mụn mủ này nó là vô khuẩn và toàn thân có thể sốt, mệt mỏi và gầy sút. Đây là bệnh nhân vảy nến thể mủ này, đấy, mình nhìn nó rất là giống với lại da đỏ mụn mủ, cũng là rát đỏ này, cũng mụn mủ bằng đầu đinh kim này, đấy, và tập trung thành từng mảng này. Thế nhưng bệnh nhân vảy nến thể mủ thì sao nhỉ? Không có tiền sử dùng thuốc đúng không? Và nó sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Về biến chứng của vảy nến, cái biến chứng mà hay gặp nhất đó là đỏ da toàn thân, là cái biến chứng mà hay gặp nhất. Cái này thường là do bệnh nhân lạm dụng corticoid, bệnh nhân bôi corticoid quá nhiều. Ý mình học phần điều trị thì mình sẽ thấy corticoid người ta quy định là chỉ bôi gì nhỉ? 5 đến 7 ngày, cùng lắm là 10 ngày. Thế nhưng là bệnh nhân có thể lạm dụng corticoid bôi triền miên, bôi không có một cái quy định gì cả. Thì sau đó là bệnh nhân sẽ bị đỏ da toàn thân đỏ hết, da nó mỏng đi, nó teo ra đi, và lúc này thì cực kỳ khó điều trị, không thể điều trị được nữa. Nên khi mà bệnh nhân đã bị cái biến chứng đỏ da toàn thân thì không thể điều trị được nữa. Thứ hai là biến chứng tiếp theo là có viêm thể khớp, viêm vảy nến thể khớp, đây cũng là một cái biến chứng vảy nến, cũng là do bệnh nhân lạm dụng thuốc, dùng corticoid. Vảy nến là người ta chống chỉ định không được dùng corticoid. Thế nhưng mà bệnh nhân gì nhỉ? Có thể đi điều trị thuốc nam, thuốc lá hoặc là theo bác sĩ nào đó, người ta dùng corticoid. Lúc đầu thì dùng corticoid thì nó rất là hiệu quả, dùng là hết sạch tổn thương luôn. Đấy, bệnh nhân thích, thế nhưng mà sao nhỉ? Sau đó nó sẽ bật bóng trở lại, nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Và bệnh nhân thể là cái di chứng là vảy nến thể khớp. Thế rồi ngoài ra còn có những cái biến chứng khác như là chàm này, thế rồi là bội nhiễm này, những cái biến chứng ung thư da thì ít gặp. Và cái xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán đó là xét nghiệm giải phẫu bệnh. Nhớ nhá, xét nghiệm để chẩn đoán vảy nến phải là giải phẫu bệnh chứ không phải là nạo broch. Rất là nhiều bạn nhầm nạo broch, nó chỉ là một cái nghiệm pháp thôi, là người ta làm thôi để xem nó có tổn thương, nó có phải là vảy nến hay không. Thế còn cái xét nghiệm để chẩn đoán vảy nến, hay nói chính xác nó là cái tiêu chuẩn vàng đấy để chẩn đoán vảy nến, không phải nạo broch mà nó phải là giải phẫu bệnh. Để nhớ, để đi thi lâm sàng này, hỏi rất là nhiều bạn nhầm. Để khi mà mình giải làm cái sinh thiết đấy, ra đấy, thì mình sẽ thấy cái hình ảnh là lớp sừng nó rất là dày. Và mình học thì mình biết tại sao lớp sừng dày rồi.
có hiện tượng á sừng, lớp hạt thì mỏng hoặc mất, lớp gai mỏng, lớp ấy tăng sinh, bình thường có một hàng tế bào, nay có đến 3 hàng tế bào, bởi vì nó là gây rối loạn đáp ứng miễn dịch. Về chẩn đoán vẩy nến, nhất là dựa vào lâm sàng, tổn thương da là các cái rát đỏ này, đúng không? Đây có thể hình tròn, hình bầu dục này, ranh giới rõ với da lành này, không thâm nhiễm này. Đấy, trên da có phủ vảy trắng dày, mủn, dễ bong này. Nạo block thì dương tính này. Vị trí hay gặp ở những cái vùng tì đè này. Thế rồi là có thể ở trên đầu này. Đấy, ngoài tổn thương da thì nó có thể có tổn thương móng này, là tổn thương khớp này. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà không điển hình nữa thì người ta có thể làm thêm xét nghiệm giải phẫu bệnh để khẳng định chẩn đoán. Chẩn đoán phân biệt, vảy nến thì nó chẩn đoán phân biệt rất là nhiều bệnh, răng mai 2 này, á vảy nến này, vảy phấn hồng si be này, vảy phấn đỏ năng lông này. Vậy sau này mình học lâm sàng, cô sẽ chẩn đoán, học hết những lý thuyết đi, mình sẽ hiểu các bệnh thì mình sẽ chẩn đoán phân biệt, nó sẽ dễ hơn. Về điều trị thì như các em biết, vảy nến nó là bệnh mạn tính. Chính vì thế mà nó sẽ có gì nhỉ? Những cái đợt bùng phát bệnh, và nó có những cái đợt gì nhỉ? Lui bệnh. Đấy, và mình phải điều trị làm sao để cho cái thời gian lui bệnh nó kéo dài và ít bùng phát bệnh hơn, ít đợt cấp bệnh hơn. Đấy. Và điều trị vảy nến thì ta gồm hai giai đoạn. Giai đoạn tấn công nhằm phải xóa sạch tổn thương, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn duy trì, phải nhằm giữ cho bệnh nhân bệnh ổn định, không được bùng phát, không có thêm gì nhỉ, không có thêm được tổn thương mới. Thế muốn làm được cái điều đó thì mình phải tư vấn cho bệnh nhân hiểu về bệnh vảy nến, là bệnh nó là bệnh mạn tính này, đúng không? Mặc dù nó là bệnh mạn tính, nó không chữa khỏi nhưng mà nó lại không nguy hiểm cho tính mạng, đúng không? Nhưng phải tuân thủ điều trị. Đấy, không được điều trị lung tung, đặc biệt là không được dùng corticoid, không được lạm dụng corticoid. Và mình phải tư vấn cho bệnh nhân cả những các cái yếu tố gì nhỉ, ảnh hưởng đến bệnh vảy nến, ví dụ như là stress chẳng hạn, đúng không? Đấy. Không được gì nhỉ? Không được thức khuya, không được dùng các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá. Thế rồi các cái chấn thương thượng bì, không được gãi, không được chà sát vào cái vùng da tổn thương. Mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu được các cái yếu tố ảnh hưởng đến bệnh vảy nến, kết hợp cùng với bác sĩ thì cái thời gian ổn định nó sẽ kéo dài hơn và nó sẽ không xuất hiện thêm những cái vùng tổn thương mới, và đặc biệt quan trọng nhất đó là nó không gây biến chứng vào khớp, đấy là cái quan trọng, và không gây biến chứng đỏ da toàn thân, đấy là hai cái biến chứng rất là nặng nề cho bệnh nhân vảy nến. Về điều trị tấn công thì vảy nến nhiệm vụ của nó phải làm giảm viêm và làm sáng da. Đấy, và các cái phương pháp điều trị có thể được chia làm 3 loại chính là điều trị tại chỗ này, liệu pháp ánh sáng và thuốc điều trị toàn thân. Về điều trị tại chỗ thì corticoid là thuốc điều trị vảy nến từ thể nhẹ đến thể trung bình. Đấy. Tác dụng của corticoid nó là có tác dụng giảm viêm này và giảm ngứa này. Đấy, và có thể được sử dụng với các phương pháp điều trị khác nhau. Và lưu ý là corticoid người ta chỉ dùng ngắn hạn thôi. Và trong quá trình bùng phát, tức là trong đợt cấp của bệnh, có thể ngắn hạn từ 5 đến 7 ngày, cùng lắm là 10 ngày. Sau đó người ta phải thay bằng các thuốc khác. Nếu mà mình sử dụng lâu dài corticoid thì nó sẽ gây gì nhỉ? Rất là nhiều những cái tác dụng phụ, gây thoái hóa da này, gây teo da này, gây giãn mạch tại chỗ này. Đấy, mất sắc tố da này, và đặc biệt có thể gây biến chứng đỏ da toàn thân. Sau khi mà dùng corticoid xong hết đợt bùng cấp thì mình có thể thay thế bằng các thuốc khác, ví dụ như là salicylic 3-5%. Tác dụng của nó là kích thích loại bỏ tế bào da chết, hoặc là nói nôm na nó bạt sừng bong vẩy. Hoặc là dùng calcipotriol, đó là cái dẫn xuất của vitamin D3 như là Divonex này, Dovonex này. Tác dụng của calcipotriol là ức chế sự tăng sinh của tế bào sừng.
và tạo ra các sự biệt hóa tế bào. Hoặc là người ta có thể dùng các cái loại retinoid, đây là các dưỡng chất của vitamin A có thể làm giảm viêm. Đấy là các cái thuốc mà thay thế corticoid để khi mà mình điều trị cho bệnh nhân. Trong đó thì là cái calcipotriol này, nó là cái thuốc hiệu quả nhất, nhưng mà nó lại khá là đắt tiền. Đấy. Còn salicylic nó rẻ, thế nhưng mà nó hiệu quả thì nó không thể bằng cái calcipotriol được. Và nhớ một điều là phải gì nhỉ? Dùng kem dưỡng ẩm cho bệnh nhân, kẽm oxit này, hoặc là dưỡng ẩm cho bệnh nhân. Thế còn cái Divubet này thì nó là cái thành phần của nó vừa có calcipotriol mà vừa có gì nhỉ? Betamethasone. Đấy, cũng rất là tốt. Bên ngoài điều trị toàn thân ra thì người ta có thể dùng cái liệu pháp ánh sáng, để sử dụng các tia cực tím tự nhiên hoặc là nhân tạo. Tác dụng của cái liệu pháp ánh sáng là làm chậm sự xoay vòng các tế bào da. Đấy, tức là nó làm giảm đi nhỉ? Giảm quá trình tăng sinh của lớp sừng đấy. Và giảm viêm. Người ta có thể chiếu một tia UVB. Đấy. Với bước sóng là 290 đến 320 nanomet này, UVA là 320 đến 400 nanomet, chiếu 3 lần một tuần, sau đó sẽ giảm dần thành một lần một tuần. Đấy, nếu mà triệu chứng ổn, bệnh nhân ổn định thì người ta sẽ giảm. Hoặc là PUVA. Đấy, sau đó sự kết hợp giữa cái Soralen đấy và cái UVA. Đấy, mà cái biệt dược của nó chính là cái Meladinin 0,75mg. Đấy, cho bệnh nhân uống trước 3 giờ khi chiếu cái UVA. Tiếp theo là điều trị toàn thân. Đấy, người ta có thể cho dùng vitamin A acid, liều thông thường là 25-30mg trên một ngày. Cái vitamin A acid này thì nó rất là nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là với lại phụ nữ có thai. Đấy, cho nên là mình phải lưu ý cân nhắc rất là nhiều khi mà mình dùng cái vitamin A acid cho bệnh nhân. Hoặc là mình dùng cái methotrexate cũng được, liều của nó là từ 7,5-10mg. Đấy. Hoặc là cái cyclosporina là 1,5-2,5mg siêu cân cân nặng trên một ngày. Với cái methotrexate và cyclosporina nó đều là cái thuốc ức chế miễn dịch, cho nên là nó tác dụng phụ nó sẽ gây độc cho gan và cho thận. Cho nên là mình phải lưu ý là khi mà mình điều trị cho bệnh nhân, mình phải kiểm tra chức năng gan, chức năng thận cho bệnh nhân trước, trong và sau khi điều trị. Ngoài ra thì mình có thể dùng kháng histamin để điều trị cho bệnh nhân nếu mà bệnh nhân có gì nhỉ, có ngứa, đúng không? Hoặc là mình có thể dùng thêm kháng sinh cho bệnh nhân nếu bệnh nhân có nguy cơ bội nhiễm. Đấy, thì mình phải nhớ được là thuốc điều trị toàn thân quan trọng nhất của bệnh nhân phải là ức chế miễn dịch, đó là methotrexate hoặc là cyclosporina. Thường thường thì người ta hay ưu tiên dùng methotrexate trước. Đấy, khi mà dùng methotrexate nó không hiệu quả nữa thì lúc đó người ta mới chuyển sang cyclosporina để điều trị cho bệnh nhân. Đây là toàn bộ cái bài vẩy nến mà cô trình bày cho cả lớp. Có ai hỏi gì về bài vẩy nến không?